xin mời các bạn cùng xem video về quá trình bị nhồi máu cơ tim của một bệnh nhân. Bên trái là tim, bên phải là động mạch vành tim được phóng to. Động mạch vành tim bị xơ vữa, làm lòng động mạch bị hẹp lại, lâu ngày làm cho dòng máu lưu thông kém máu bị tắc, hình thành cục máu đông trong lòng mạch, gây nên bệnh nhồi máu cơ tim. Tiếp theo xin mời các bạn theo dõi quá trình nhồi máu não, một tình trạng của đột quỵ não. Đây là tim chúng ta khi đập bình thường. Như các bạn thấy, khi có cục máu đông hình thành trong tim, chúng sẽ di chuyển theo mạch máu và lên trên não. Đến vị trí hẹp cục máu đông bị tắc ở đó, khi đó bệnh nhân bị nhồi máu não do máu không đến được phía trên gây nên bệnh cảnh liệt nửa người trên lâm sàng. Như các bạn thấy, vùng chuyển màu xám đen trên não là vùng bị nhồi máu não, khi máu không đến nuôi dưỡng vùng này bị mất chức năng không thể hồi phục. Tiếp theo là bệnh xuất huyết não, một trong những chứng bệnh của đột quỵ não. Như chúng ta thấy, mạch máu bị căng phồng lên do lòng mạch bị hẹp, hậu quả của tăng mỡ máu, thì có cơn tăng huyết áp mạch máu bị yếu nên sinh tình trạng xuất huyết não. Cả nhồi máu não và xuất huyết não đều rất nguy hiểm, để lại hậu quả và di chứng nặng nề về sau. Do đó phòng tai biến mạch máu não rất quan trọng. Bên cạnh việc dùng thuốc thì một chế độ ăn khoa học, dinh dưỡng hợp lý cũng góp phần làm giảm nguy cơ đột quỵ não. Xin mời các bạn cùng theo dõi chế độ ăn dành cho bệnh nhân tăng huyết áp. Xin chào các bạn, trên thế giới có hơn 1 tỷ người trên thế giới đang sống chung với bệnh cao huyết áp. Ngoài việc sử dụng thuốc thì chế độ ăn của bệnh nhân cũng góp phần ổn định huyết áp. Hôm nay kênh Sức khỏe Television 24 bảy sẽ giới thiệu các loại thực phẩm nên và không nên dành cho người bị huyết áp cao. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với bệnh tăng huyết áp. Huyết áp cao là một tình trạng đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu như tim mạch, đột quỵ, các chứng phình động mạch, suy thận. Cao huyết áp nên ăn gì? Người bị cao huyết áp nên ăn gì là thắc mắc của rất nhiều bệnh nhân. Những thông tin dưới đây cung cấp cho bạn những thực phẩm mà người bị tăng huyết áp nên sử dụng để có thể kiểm soát bệnh và tăng chất lượng cuộc sống. Cam quýt và các cây có múi. Các loại quả như cam, quýt, bưởi, chanh có tác dụng trong việc hạ huyết áp. Chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật giúp giữ cho bạn có một trái tim khỏe. Bằng các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng uống nước cam và bưởi có thể giúp giảm huyết áp. Các loại cá. Cá hồi và các loại cá như cá thu có nhiều axit béo omega đến 3, giúp giảm viêm và có thể giúp giảm huyết áp. Đây cũng là nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời giúp cơ thể hấp thu canxi, chống lại bệnh trầm cảm và điều hòa huyết áp. Hạt bí ngô tuy nhỏ bé nhưng là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Hạt bí ngô rất giàu magie và kẽm làm giảm huyết áp. Các loại đậu, một số loại đậu như đậu lăng, đậu gà, đậu Hà Lan rất giàu dinh dưỡng, cung cấp chất xơ và nguồn protein tuyệt vời. Vì vậy các loại đậu cũng được ưu tiên đưa vào chế độ ăn thuần chay. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng các loại đậu như đậu lăng có thể làm giảm huyết áp cao. Của chín mọng, các loại củ mọng, đặc biệt là củ việt quất, dâu tây, mâm xôi chứa nhiều axit lactic, một loại khí giúp giãn mạch máu, thúc đẩy lưu thông máu, do đó làm giảm huyết áp. Rau dền có chứa một lượng lớn magie, giúp vận chuyển máu dễ dàng, nhờ đó làm giảm huyết áp. Ngoài ra, rau dền cũng giàu chất xơ, rất tốt cho sức khỏe hệ tiêu hóa và giảm cân hiệu quả. Hạt rẻ cười. Đây không chỉ là một loại hạt có mùi vị thơm ngon mà còn mang lại nhiều chất dinh dưỡng. Hạt rẻ cười chứa chất béo lành mạnh, chất xơ, protein, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác nhau, bao gồm vitamin B xá U và vitamin B1 có thể hỗ trợ giảm cân cũng như tăng cường sức khỏe tim mạch và đường ruột. Củ cà rốt. Cà rốt là một loại củ được sử dụng nhiều trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cà rốt chứa nhiều hợp chất phenolic, giúp giãn mạch máu và giảm viêm, có thể giúp giảm mức huyết áp. Cần tây là một loại rau phổ biến có thể có tác dụng tốt trong việc điều chỉnh huyết áp. Trong cần tây chứa các hợp chất được gọi là thalat, có thể giúp giãn các mạch máu và giảm huyết áp. Cà chua và các sản phẩm được chế biến từ cà chua rất giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều kali và sắc tố carotenoid là capin, có thể giúp giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tim như huyết áp cao. Bông cải xanh được biết đến là một thực phẩm có nhiều lợi ích đối với cơ thể và có thể làm hạ huyết áp như canxi, kali, magie và vitamin C. Sữa chua. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ có báo cáo sữa chua có thể làm giảm nguy cơ cao huyết áp ở phụ nữ. Hạt chia và hạt lanh. Hạt chia và hạt lanh là loại hạt nhỏ chứa nhiều kali, magie và chất xơ cần thiết cho việc điều hòa huyết áp. Củ cải đường. Tương tự như của việt quất, củ cải đường có nhiều axit lactic giúp giảm huyết áp. Cải bó xôi. Giống như củ cải đường, cải bó xôi cũng có hàm lượng đa chất cao và chứa nhiều chất chống oxy hóa, kali, canxi và magie, là lựa chọn tuyệt vời cho những người bị huyết áp cao. Chuối. Chuối được biết đến là một loại siêu thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Trong chuối chứa nhiều kali, một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tăng huyết áp. Củ tỏi.
Một số nghiên cứu chỉ ra rằng chiết xuất tỏi làm giảm cả huyết áp tâm phu và huyết áp tâm trường ở những người cao huyết áp. Sâu cầu lơ đen giàu flavonol có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nghiên cứu phát hiện ra rằng flavonol trong sâu cầu lơ đen giúp thúc đẩy chức năng mạch máu khỏe mạnh. Chọn sâu cầu lơ chứa tối thiểu 70% cacao giúp làm giảm huyết áp ở những người bị tăng huyết áp hoặc tiền tăng huyết áp. Dầu ông liu có thể chứa nhiều calo nhưng nó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Sử dụng dầu ông liu dầu polyphenol có liên quan đến việc giảm huyết áp đến đặc biệt là ở phụ nữ. Của liệu, một nghiên cứu cho thấy rằng hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong nước ép liệu có thể giúp giảm huyết áp. Người bị cao huyết áp nên kiêng gì? Để huyết áp ổn định, việc chọn loại thực phẩm nào không nên ăn cũng rất quan trọng. Đầu tiên là muối. Muối hay là một trong những nguyên nhân dẫn đến huyết áp cao và bệnh tim. Chúng ta biết muối đóng góp một phần quan trọng với sức khỏe. Tuy nhiên, ăn quá nhiều muối sẽ dẫn đến nhiều tác hại tiêu cực cho sức khỏe. Các khuyến cáo không nên ăn quá một thìa cà phê muối mỗi ngày. Thịt sông khói. Trong quá trình sản xuất, các nguyên liệu được sử dụng để làm thịt nguội hay thịt sông khói đều đã được xử lý, ướp gia vị và bảo quản với muối. Vì vậy, đây là một thực phẩm không được khuyến khích dùng với người tăng huyết áp. Các loại dưa chua. Dưa chua được nhiều người chọn do có vị chua ăn vừa miệng. Phần dưa càng ủ lâu ngày thì càng hấp thu nhiều muối và không tốt cho sức khỏe của người bị cao huyết áp. Đường. Ăn nhiều đường làm cho tăng cân. Thừa cân và béo phì tăng nguy cơ huyết áp cao. Để giữ cho trái tim khỏe mạnh, tốt nhất bạn nên giảm chất béo bão hòa và tránh chất béo chuyển hóa. Chất béo chuyển hóa là chất béo nhân tạo giúp tăng thời hạn sử dụng và độ ổn định của thực phẩm đã qua chế biến. Việc tiêu thụ quá mức loại chất béo này làm tăng mức cholesterol xấu và giảm mức cholesterol tốt, có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp. Thực phẩm đóng gói, chế biến sẵn thường chứa chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa, cùng với lượng đường cao, natri và carbohydrate rất ít chất xơ. Vì vậy, hãy giảm lượng chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa để giúp tim khỏe mạnh. Rượu bia, uống quá nhiều rượu có thể làm tăng huyết áp. Thời nay có rất nhiều bệnh nhân đã bị tai biến mạch máu não khi uống rượu. Rượu cũng có thể tương tác với các loại thuốc huyết áp mà bạn đang dùng làm giảm tác dụng của thuốc. Cà phê, chè các chất kích thích làm tăng huyết áp. Những bệnh nhân dùng nhiều cà phê, chè trong thời gian dài cũng làm tăng huyết áp. Một số lưu ý khác để giảm huyết áp. Uống nhiều nước. Việc uống nhiều nước giúp loại bỏ lượng muối trong cơ thể, từ đó làm giảm khối lượng tuần hoàn, làm giảm huyết áp. Tập thể dục 30 phút mỗi ngày. Khi chạy bộ làm cho tim, hệ thống mạch máu khỏe giúp làm giảm huyết áp, mỡ máu, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Một giấc ngủ sâu sẽ giúp cho tim được nghỉ ngơi và thư giãn, huyết áp sẽ ổn định nhờ có giấc ngủ sâu và đủ giấc. Tránh căng thẳng. Một số biểu hiện sau cần tránh như làm việc quá căng thẳng, tức giận con, cháu. Sau một cuộc như vậy làm cho huyết áp tăng vọt rất nguy hiểm khi cáu gắt. Những lúc như vậy làm cho huyết áp tăng cao, nguy cơ tai biến mạch máu, não rất lớn. Những việc như vậy đã có trên thực tế. Rau xanh tốt cho tim mạch, giảm nguy cơ mỡ máu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ giúp. Cảm ơn các bạn.